sợ mắt. Bé mèo này là do mấy bữa trước mình đi qua nhà một người bạn chơi, thấy bé cứ lang thang ở trong cái nhà để xe ở khu chung cư này nè, mà người rất là dơ. Bữa nay mình ghé lại thì thấy cũng vẫn dơ như vậy, mà không biết ai là chủ hết. Thấy có đồ ăn thức uống ở đây nè, mình kiểm tra thấy dơ lắm, cho nên là quyết định đem lên trên nhờ nhà của người bạn để tắm cho bé cho sạch sẽ. Đây, chuẩn bị tắm nè. Nhưng mà mấy bạn biết không, khi mà tắm cho bé thì nè, mình mới phát hiện ra nó không chỉ là cái vết dơ bình thường, bởi vì là kỳ nó không có ra, tắm hoài nó không có ra, đó là nhớt, nhớt xe đó, chắc chắn là nhớt xe ở mấy cái xe gần đó, xong rồi đi lang thang bị dính vô nè, nằm lên hay sao không biết, dính nhiều lắm, mất một bên người, cho nên mình phải sấy khô lẹ liền là xong rồi xử lý. Khi mà gặp trường hợp mà mèo bị dính nhớt xe như vậy á, thì mấy bạn lấy dầu ăn á, xong rồi dùng cái miếng khăn hay là miếng bông gòn, xong rồi thấm ướt vô, xong rồi cứ chải, xong rồi vuốt từ 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 là nó ra liền à. Cái này nó hơi lâu nhưng mà chắc chắn là ra. Mấy bạn đừng có xài xăng nha. Xăng thì nó đúng là nó sẽ ra nhớt, nó ra liền, nhưng mà nó sẽ thấm ngược vô da của mèo, làm cho mèo bị ngộ độc đó. Nhiều con mà bị vậy, có nãy nếu mà bị ngộ độc xăng nặng là có thể bị chết, không sẽ bị ói mửa. Cho nên là tuyệt đối đừng có xài xăng nha, mình cứ lấy dầu ăn á. Đó, mấy bạn nhìn nè, thấy nó ra liền không, chân cũng dính nè. Đó, mình lao một sao một lúc mình thấy người ra bớt rồi nè. Giờ đi tắm lại, tắm lại cho hết cái phần dầu ăn thôi. Cái này thì xử lý dễ, mấy bạn cứ xài dầu tắm cho mèo, nhiều loại lắm, loại nào cũng được, làm hết à. Đó, tắm xong rồi giờ đi sấy, ngoan lắm, bé này ngoan ơi là ngoan, hiền khô à. Chứ bình thường mà mèo mà bạn đem đi tắm á, nó sợ nước á, nó sẽ dậy rồi nó cào, nó la dữ lắm. Đây nằm im re à, nè, xong rồi nè, mấy bạn thấy không, sạch sẽ rồi. Đây là cái cách này rất là hiệu quả nha, kêu cái ra liền à. Bữa nay đem đồ ăn tới cho ăn nè, rồi chắc đói. Hello, xin chào, chơi luôn nè, ăn nữa đi, thịt gà đó.